hello mọi người. Chưa ai coi hết. Gì? Ảo vậy? Ảo Makara vậy? Chào không? Chào tất cả mọi người nha. Mà tất cả mọi người, mà tất cả mọi người chưa ai coi hết nha. Mời nha. Mời hết xuống. Chợ chứ đâu đây. kêu chị tư lên coi live stream đi, lá đài co băng qua vòng sớm luôn nè. Đi nghe đồn mà chứ không có biết, tại bữa nay kỷ niệm thành lập gì, mấy chục năm thành lập gì đó, bán gì nó bán rồi ngày mai bán nữa. 130 năm thành lập Đà Lạt hay gì hả? Chưa. Nay đi ra quên mẹ. Đi gì à? Cái gì mà đi Mongolian. Ờ đúng rồi. Mongolian chỗ trượt mấy cái trượt cái bảy màu. Trượt phao bảy màu á. Tao gọi đầu mướn chiếc xe ngày 1 triệu 8 tiếng. Chồng tôi nói chuyện này mọi người đều nghe hết. Mướn chiếc xe, 7 chỗ á. Mướn 7 chỗ 8 tiếng 1 triệu rồi kêu nó chở đi đâu chở rồi đúng giờ đó rồi vậy. Quá đông luôn. Cái gì? Em hốt cho một miếng gió về. Trời ơi, ngày mai đi bắt mây nè, lấy cái bọc bắt mây bỏ vô bọc nè. Sáng mai em đi hốt mây đem về. Sang mây rồi xong bắt mây bỏ vô bọc luôn. Hơi hơi. À không biết để coi nhiêu độ mà. Lúc 18 độ rồi, không biết lạnh không? Dạ. 18 độ rồi, không biết lạnh không? Mọi người ơi, có ai coi livestream của em hồi, không? Hồi chiều rồi không lạnh, tối mới lạnh. Về 500 à, giường đôi luôn á. Tại cái ông anh nào mà ổng quen nên rẻ. Chứ nghĩ sao mà giường đôi ngay lễ rồi ngay khu du lịch nữa mà ngày có 500. Thì đó, mai sang mai xong ghé vô với trai rồi ghé gì tùm lum la. Ghé cũng vô được, em đem đồ ngắn không à. Anh còn cái quần dài này mai cho em mượn. Trời ơi, như kiến dưới vậy. Trời ơi, nãy nó đông má ơi. Như kiến vậy. Không, chạy nghe à, chưa đi. Lát nó xuống. Đứng đây ngồi coi bắn pháo hoa. Đúng vậy. Đi chút cho coi bắn pháo hoa sớm. Ở chợ anh làm gì mà có vé của bắn pháo hoa? Thành phố làm gì có vé? Thành phố làm gì có vé được coi? Chị Tư đâu rồi? Sao vậy? Sao người nằm trên người nằm dưới vậy? Thì nằm trên nằm dưới tối mọi lớn mọi số có sao đâu. Ghê quá.
Là anh Tư biết gì vậy? Anh Tư đi rồi hả? Ồ, anh đi rồi. Đi có... mua dâu luôn rồi, vườn dâu không có chịu vô. Đi có ông anh kia ông gành, ông biết tùm lum la chỗ. Ở vườn dâu vô, nó mắc nó không vô. Ở đây ra ngoài đây mà không thấy người đông quá. Mua ngoài cho rồi. Thôi. Đông như kiến luôn. Tắt kìa. Mở tay quá. Để tay mọi người nha, cho mọi người xem. Lộn lại đồng tao với quân hả? Vô chợ đêm còn đông dữ nữa.